Triển lãm ảnh chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Italia. Trong khuôn khổ chào mừng ngày Quốc khánh Italia 2 tháng 6 năm 2021, triển lãm ảnh Italian Rules, phong cảnh núi Ý, leo núi, biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những bức ảnh về cảnh quan núi Ý hùng vĩ, triển lãm nhằm giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ tương lai. Triển lãm Italian Rules dựa trên nội dung của dự án Trên đường mòn sông băng do Hiệp hội Phi lợi nhuận Macro Micro xúc tiến và tổ chức. Trên đường mòn sông băng là một dự án khoa học nhiếp ảnh, kết hợp so sánh nhiếp ảnh và nghiên cứu khoa học để chỉ ra những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc quan sát các biến đổi của khối sông băng trong 150 năm qua. Dự án góp phần nâng cao nhận thức về những tác động của các hoạt động của con người đối với khí hậu và sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ tương lai. Triển lãm Con đường Ý là một dự án rất có ý nghĩa của Bộ Ngoại giao Ý và các tập đoàn quốc tế. Để nói thêm về điều này, tôi muốn nói rằng Con đường Ý là một dự án rất có ý nghĩa, một dự án triển lãm của Bộ Ngoại giao Ý và các tập đoàn quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng núi và các vùng lãnh thổ miền núi. The Italian curator Fabiano Ventura. Nó tiếp nối một dự án khoa học nhiếp ảnh được gọi là Trên đường mòn của các sông băng, phụ trách bởi nhiếp ảnh gia Fabiano Ventura. Ủy ban khoa học đã mất cả năm 2020 để di chuyển quanh các ngọn núi ở Ý để giới thiệu cách các sông băng đã giảm xuống từ 100 đến 150 năm trước. Vì vậy, đó là một cách để nâng cao nhận thức của khán giả Ý và quốc tế về tác động của biến đổi khí hậu và cũng để làm mới cam kết của Ý trong việc giảm lượng khí thải CO2 để giảm sự nóng lên toàn cầu. Phần trọng tâm của triển lãm Dãy núi Ý gồm 9 bộ ảnh là một hành trình lý tưởng từ dãy Gran Paradiso, khám phá toàn bộ vòng cung từ Tây sang Đông của dãy Alber, băng qua các khối núi Monte Bianco, núi Croza và Cerravino, Beramina, Otlet Chiare và Adamello, di chuyển về phía Đông đến Dolomites và Julian Alber. Italian Rules kết thúc với chặng thứ 9 dành riêng cho dãy núi chính Apennina và Gran Sasso. Chúng tôi sống gần núi Dolomites và đôi khi vào mùa xuân hoặc mùa hè, chúng tôi quyết định đi biển hoặc lên núi trong cùng một ngày. Thật là may mắn biết bao khi chúng tôi được sống ở Ý. Dolomites là một phần của vùng núi Alber. Triển lãm này thật sự gây ấn tượng tốt. Nó cho thấy tất cả núi Dolomites, từ phía Tây sang phía Đông, nó làm cho chúng tôi nhớ nhà. Thật là may mắn khi chúng tôi được sống như vậy. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến thăm Ý và sẽ thật tuyệt vời cho người Việt Nam khi khám phá Dolomites. We hope everybody can come, more people come to visit Italy, and it would be awesome for the Vietnamese exploring the Dolomites. Nhìn ra thế giới gồm 5 bộ ảnh mô tả 5 đỉnh núi, dãy núi nổi tiếng khác trên thế giới nằm ở khu vực châu Âu. Song song với hình ảnh, triển lãm còn công chiếu 2 bộ phim tư liệu về hành trình khám phá của nhiếp ảnh gia và các nhà thám hiểm núi. Đồng thời, sự kiện còn có nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa leo núi, thiết bị leo núi, buổi talk show với nhiếp ảnh gia tham dự triển lãm, hội thảo khoa học bàn luận về biến đổi khí hậu toàn cầu. Tôi nghĩ đó là một cuộc triển lãm tuyệt vời. Tôi là một người yêu môi trường. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy những ngọn núi đó, đó là một cách tuyệt vời để nhìn môi trường và cuộc sống trên một góc nhìn khác. Đặc biệt là khi chúng ta nhìn thấy những vùng khác nhau trên thế giới và cũng để xem môi trường đã thay đổi như thế nào từ 60 năm trước, 100 năm trước so với ngày nay. Và điều này đang đặt chúng ta vào một vị trí có thể nói là hiểu được tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người, đối với cuộc sống và tương lai. Và không chỉ cho hôm nay mà cho cả quá khứ. Tôi nghĩ những ngọn núi này là minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo tồn sự sống trên trái đất. And I think this is a great occasion, and we really like
Nhân dịp này cũng sẽ kết hợp triển lãm Italian Jewels với triển lãm phong cảnh Việt Nam, đa dạng sinh thái, biến đổi khí hậu, khám phá mới, cùng một số tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Việt nổi tiếng là Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng Giang Hải và Trần Đặng Đăng Khoa về chủ đề núi rừng và hang động của Việt Nam. Sự kết hợp này sẽ mang đến một góc nhìn về các vùng núi địa phương dưới con mắt của các nghệ sĩ Việt như một sự bổ sung tuyệt vời cho người xem một cách tiếp cận mang tính so sánh. Triển lãm ảnh song hành với những hình ảnh được chắt lọc kỳ này là dịp để người xem có cơ hội được chiêm ngưỡng những nét đặc trưng của thiên nhiên và phong cảnh tuyệt đẹp của hai quốc gia Italia và Việt Nam. Triển lãm ảnh được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa theo quy định các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19. Triển lãm ảnh sẽ được tiếp tục tổ chức ngay khi có thông báo mở cửa bảo tàng trở lại.